đi vào sự tĩnh lặng. Tất cả mọi loại âm thanh được xuất hiện trên nền tảng của sự tĩnh lặng. Nếu không có sự tĩnh lặng, ta không thể nào nhận biết được sự hiện diện của âm thanh. Sự tĩnh lặng đang có ở bên ngoài và cũng đang tồn tại trong chiều sâu tâm thức của mỗi chúng ta. Trong sự tĩnh lặng thâm sâu của tâm thức có ẩn chứa một kho tàng trí tuệ. Và chỉ có những người đi vào sự tĩnh lặng tột cùng của hiện hữu mới có khả năng thấy ra và sử dụng được kho tàng trí tuệ đang ẩn giấu trong chiều sâu của tĩnh lặng. Nhưng phần lớn chúng ta không có khả năng đi sâu vào tĩnh lặng. Chỉ có rất ít người đạt được chiều sâu này. Và khi kho tàng trí tuệ được mở ra thì họ lại trở thành những bậc đạo sư. Họ sẽ hiến tặng bạn lộ trình đi tìm kho báu tuệ giác. Họ trao tặng cho bạn bản đồ để đến được kho báu ấy. Và một lần nữa, chính bạn phải là người tìm kiếm và khám phá. Vì bản đồ ấy, kho báu ấy nằm bên trong chính tâm thức bạn, nằm ngay nơi hình hài năm uẩn này. Một số người may mắn có được bản đồ, thay vì nỗ lực tìm kiếm bằng hành động, thì chỉ đọc đi đọc lại tên đường trong bản đồ, rồi mong kho báu sẽ xuất hiện. Thật là ngớ ngẩn. Một vị đạo sư chân chính là người chỉ ra cho bạn thấy điều đang có sẵn trong bạn. Vị ấy không có thứ gì có thể trao tặng cho bạn. Và nếu có, thì chỉ là bản đồ hành trình tâm linh mà chính bạn phải là người tìm kiếm. Khi nào bạn cảm thấy sự tĩnh lặng bên trong được hiển lộ, khi đó bạn biết rằng bản đồ hành trình tâm linh đang phát huy tác dụng và lộ trình bạn đang đi là đúng. Rồi sự tĩnh lặng này sẽ lớn dần và lan tỏa ra mọi vật xung quanh bạn. Bạn thấy được vẻ đẹp của sự tĩnh lặng nơi bình minh sớm mai, nơi hoa đang nở, nơi từng tia nắng. Và sự tĩnh lặng hiển lộ ngay cả trong âm thanh thánh thót của những chú chim đang hót. Thì khi ấy, bạn biết rằng mình đang gần chạm tay vào kho báu trí tuệ. Đọc đến đây, bạn có thể dừng lại cùng tôi và trở về sự trọn vẹn nhận biết để khám phá sự tĩnh lặng bên trong và cảm nhận sự bình an, hạnh phúc không điều kiện đang có mặt, hiện hữu trong giây phút đang là này.